Đây là khi mà cái dây cung của mình đang thẳng này, mọi người thấy thẳng hai bên đúng không ạ? Đúng không? Thẳng hai bên đúng không ạ? Bây giờ mình muốn thứ nhất là có bậc trồi lún đúng không? Có bậc trồi lún thì lúc sáng mình có hướng dẫn rồi. Đó. Giả sử mình đã kết hợp hai bậc làm trồi để mình có là chân đang đi về phía gần này. Kết hợp hai bậc làm trồi nhá. Bước thứ nhất làm gì ạ? Bước thứ nhất là mình sẽ mở cái lúc này ra đúng không? Cái bậc vòng phía sau ra này, mở rộng ra này. Đúng không? Sau bóp phần phía trước này vào này. Đây, mình sẽ làm mở bậc làm trồi nó rõ một chút xíu nữa cho nó dễ nhìn, nó dễ cái tiếp của mình. Đây, đúng không? Rồi, mình sẽ thấy có bậc làm trồi. Nhưng mình thấy bậc làm trồi đó. Thứ hai là phải có góc tiếp bách này, những bài góc tiếp bách này. Kẹp vào đây, phải góc tiếp bách lên này. Làm sao cho cái dây cung của mình sẽ nhìn này, từ bên này sang bên kia này. Đúng không? Là cái phần giữa của dây cung là đi qua là cái thẳng của mình này. Đúng không? Ok, tiếp theo, phần dây phía sau mình nó chỉnh lại góc để nó thẳng lại. Mở ra chút xíu cho thẳng lại này, cho đẹp. Đó, tiếp theo phần phía sau cùng mình cũng bài tập làm rồi, cũng là kẹp chìm vào đây, mở cái phần vòng số 2 ra và bóp phần số 1 lại. Bóp phần số 1 cho nó nhỏ lại. Bóp cái vòng tròn phía trước ấy cho nó nhỏ lại. Đó. Đây, để cho hai chân lúc nó sát nhau này. Tiếp theo là mình sẽ chỉnh lại cái phần này để cho cái dây của mình thẳng trở lại. Để chỉnh nó thẳng cái dây bên này. Đó, ok. Như vậy là khi mình đi vào cái mắc cài răng của mình ấy, mình đi vào cái mắc cài như thế này. Đó, mình sẽ thấy được cái răng của mình nó chỉnh được tiếp không ạ? Nó chân đang nghiêng về gần không? Mà thấy không ạ? Đúng chưa? Ok chưa? Đây là thứ nhất, trường hợp này như khi mình đi như này này, cái răng của mình sẽ xoay như này đúng không? Đúng chưa? Cái dây cung mình như thế này. Cái dây cung ban đầu mình đi ngang này đúng không? Mình xoay về đây thì chân năng của mình như này xoay về phía gần. Đó, trường hợp thứ nhất, xoay chân năng về phía gần thì mình dùng hai cái bậc làm trồi đúng không? Mình dùng hai bậc làm trồi liên tiếp này để xoay chân năng về phía gần. Ngược lại, trong trường hợp mình muốn xoay chân năng về phía xa, ví dụ đây chẳng hạn, đây mình muốn xoay chân năng này về phía xa thì mình sẽ dùng hai bậc làm lún liên tiếp. Và thứ nhất này, mình mở rộng để làm lún, mình mở rộng cái phần này ra, mở rộng vòng số 1 ra. Đấy, mình sẽ làm nhiều một chút xíu, thu nhỏ vòng số 2 lại. Đấy, là như vậy mình có một bậc lún này, thứ nhất bậc lún này, thứ hai mình sẽ mở rộng cái phía sau này ra, tạo góc tiếp forward. Đó, để cái dây của mình nó đi qua được cái phần này, tức là phần này đi qua, mở rộng chút xíu. Đấy, nó đi qua này, khi mình nhìn phía bên kia này, đúng chưa? Đi qua phần giữa của dây không ạ? Đó, mọi người sẽ nhìn thấy là phần giữa này này. Ở giữa của dây tức là tầm mắc cài đi trùng với cái dây bên này thẳng với nhau mà. Tiếp theo đó mình chỉnh lại cái góc bên này, góc của nút bên này nó chuẩn. Đấy, vuông góc trở lại này. Tiếp theo mình cũng bài bật làm lún y hệt như là phía trước, tức là mở cái số 1, vòng số 1 này ra đúng không? Mở vòng số 1 ra, bóp thu nhỏ vòng số 2 lại. À, lưu ý là khi mình bẻ, ví dụ mình là phía trước mình làm lún mấy mm, ví dụ 1 ly thì phía sau cũng 1 ly, phía trước 2 mm thì phía sau cũng 2 mm và chỉnh lại xem cái dây của mình thẳng lại chưa. Được chưa? Đấy, như vậy là mình thấy khó được cái này là chân đang xoay về phía xa đúng không? Khi mình đi vào đây hả? Đây là cái răng nanh của mình này. Cái chân đang xoay về phía xa mà. Đúng chưa? Đây, tức là dây cung của mình đang như thế này. Nó xoay như thế này. Đó. Xoay này, chân đang của mình như thế này, nó xoay về phía xa này, thấy chưa? Chân đang xoay về phía gần thì bẻ hai bậc làm trồi liên tiếp, xoay chân đang về phía xa thì bẻ hai bậc làm lún liên tiếp. Và lưu ý là có các góc tiếp bách hoặc tiếp forward nó phù hợp để xoay được. Bản chất cái răng nó xoay thôi chứ nó không bị trồi hay bị lún, được chưa? Đây là cách mình làm nhá.